Ngày 12 tháng 11, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng có buổi tiếp ông Damia Cavetai Varela, Giám đốc Cơ quan Lãnh thổ và Bền vững thuộc Chính quyền Tự trị vùng Catalonia, Tây Ban Nha nhân dịp tới thăm và làm việc tại Hà Nội. Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Quang Hùng mong muốn sẽ có thêm cơ hội trao đổi, học tập kinh nghiệm với phái đoàn Tây Ban Nha. Các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang gặp phải các vấn đề, đó là phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa tương xứng với số lượng dân cư trong đô thị. Ngoài ra, nhu cầu phát triển nhà ở xã hội, các cơ chế chính sách tạo nhà ở cho người thu nhập thấp cũng đang là thách thức của Việt Nam. Đặc biệt, Việt Nam vẫn còn tồn tại số lượng lớn nhà cũ, chung cư cũ, chất lượng các công trình này rất đáng lo ngại và cần có biện pháp cải tạo, sửa chữa. Nhưng cơ chế chính sách và nguồn lực để thực hiện cũng đang là vấn đề khó. Trong lĩnh vực đầu tư hoạt động xây dựng, cơ chế chính sách để phát triển các dự án giao thông hạ tầng theo một số mô hình hiện nay áp dụng vẫn còn lúng túng, nên nhiều khi hình thành những mâu thuẫn giữa người dân với các nhà đầu tư. Giám đốc Cơ quan Lãnh thổ và Bền vững thuộc Chính quyền Tự trị vùng Catalonia, ông Damià Cavet I. Valera đánh giá cao Việt Nam đã có hướng đi và mục tiêu cụ thể để dần dần tháo gỡ những khó khăn đang gặp phải. Catalonia đã từng trải qua thời kỳ chuyển giao và gặp nhiều vấn đề về quy hoạch xây dựng, kết cấu hạ tầng. Hy vọng rằng những công cụ về chính sách đã được áp dụng để phát triển cơ sở hạ tầng tại Catalonia sẽ có ích với Việt Nam. Ông Damià Cavet I. Varela cũng mong muốn tiếp nhận được nguồn quỹ phát triển quốc tế để hai bên có thể hỗ trợ lẫn nhau nhiều hơn.